Chào các bác, tụi cháu là Huyền Linh, Hồng Vân và Tuyết ở trong nhóm CSS Veggie Cooking Club. Hôm nay tụi cháu sẽ chia sẻ với các bác cái món mì xào. Món này Huyền Linh biết làm chưa? Biết làm không ha? Tuyết biết làm chưa? Chắc cái món này đa số ai cũng biết làm hết á. Nhưng mà hôm nay á, Vân muốn show cái công thức làm và cái cách làm sao cho ăn làm rất là làm cho nó đơn giản mà mình ăn nó vừa healthy vừa ngon nữa ha. Thì bây giờ là mời Tuyết với lại Huyền Linh ngồi, mình sẽ nói về những cái vật liệu trong cái món này. Thì trong vật liệu của mì xào đó, mình có đầu tiên là có mì sợi, mì sống đó. Mì sợi thì ở đây Vân mua là mì Hoành Thánh. Mà Hoành Thánh này trong này đó, Vân để ý bữa nay Tuyết mới chỉ cho Vân biết là trong này có trứng đó Linh. Có trứng thành ra mấy bác để ý là nếu mà bác nào mà ăn chay trường mà khuya chay đó, không có muốn mà có trứng á, thì mấy bác phải đổi cái loại mì nào thích hợp với mấy bác. Rồi mình có tàu hũ. Tàu hũ này Vân mua khoảng Vân cần khoảng 3 miếng như vậy. Nên là hai miếng là sắt rồi, còn tổng cộng là khoảng 3 miếng. Với lại hem chay đó, hem chay thì khoảng một khoanh, khoảng chừng 1 inch, khoanh tròn. Hem chay nó gọi là meatless hem của hãng Veggie Best, thì Vân thích cái hiệu này. Mà đồng thời á, em nghe thầy nói là cái hiệu này là gan tin là không có thịt ở trong, không có bỏ những cái chất mà để làm cho mình giống như mê cái đồ mặn á. Thì cái chất đó nó có thể nó lấy từ thịt, từ cá Từ cái thành phần là thịt cá thiệt đó hả? Thì các bác nên ăn cái hiệu đó là có quảng cáo dùm tao đó. Cái này đó thiệt phải không? Không, Veggie Best này là học trò của thầy làm á, nên thử ra cũng cần quảng cáo. Mua đâu? Mua đâu? Dạ mình mua tại tiệm nào bạn? Dạ Any Supermarket, như là chợ Tường Pháp hay chợ Sài Gòn, chợ nào cũng được. Chỉ mua chợ Mỹ Thuận. Trong cái khu frozen của khu đồ ăn chay đó, nó giữ trong frozen. Rồi cái thành phần mà rau cải đó thì mình có broccoli. Broccoli trong này có khoảng 2 bông, broccoli Vân cắt ra rồi. Có một củ carrot, cũng cắt ra miếng nhỏ vậy. Và nấm á, thì khoảng chừng một bịch nấm như vậy là vừa. Mình có thể mua cái loại nấm này mắc tiền mà ngon, nó gọi là white beach mushroom. Nó rất ngon. Còn không mình mua cái loại mà nấm bự bự hơn á, button á, nấm white button nó cũng ngon. Nấm hào cũng được. Đó là rau cải. Còn về như vậy là mình thích ăn nấm nào mình bỏ nấm đó. Đúng rồi, cái này nó cũng dễ thay đổi. Thành phần nêm nếm thì mình có muối, đường, bột nêm, bột năng để làm sauce. Mình có cái sauce có nước tương, rồi có dầu hào chay. Dầu hào chay nó gọi là vegetarian oyster sauce. Và có mình phải cần có olive oil để mình lát nữa đó mình chiên xào, thế là mình trộn vô mì. Như thí dụ rau á, chẳng hạn như nhà Linh không có broccoli á, thì Linh có thể có cần có giá hay có cái gì rau gì khác Linh bỏ vô rồi. Linh phải chạy đi chợ. Nói chơi chứ thật ra cái thành phần mà rau cải á thì mình có cái gì xài đó. Nhưng mà broccoli cái đồ ăn chay đó là nó đòi hỏi mình không có phải quá khắt khe với lại cái recipe. Mình có cái gì sẵn ở nhà mình đem ra mình xài, cái gì mà mình thích ăn thường ngày. Có khi nhà Tuyết không thích ăn broccoli mà cái recipe này chẳng phải làm không được sao, thì thay thế mà không thôi. Các em có thể thay thế vào đậu que hay đậu là que hay là cabbage hay gì cũng được. Mà broccoli thì ngon hơn, bổ hơn. Rồi bây giờ qua cái step thứ hai là mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên á là mình luộc mì. Mà luộc mì á đó, thì thường á một cái bát mì á mình bung ra nó lên nó dài mà mình không cắt á, lát nữa mình luộc á mình ăn á nó lòn thòn mình khó lấy lắm. Thành ra mình nên cắt nó ra khoảng là làm ba. Chị Vân này, chị có cái cách nào mà luộc cho mì nó giòn không?
Tại vì nhiều khi tâm tham mà đó em thấy em lột nó bị nhão á, là nên dính. Chị thấy theo cái kinh nghiệm của chị đó, mà luộc mì cho giòn á, là mình luộc trong cái nồi rất là nhiều nước. Nhiều nước và sôi thì là sôi, mình bỏ vô mình đảo đảo rất là nhanh, mình lấy ra mình xối nước lạnh, mình cho cái lượng nước lạnh vô liền để mình xả mì. Xong rồi mình vẩy cho nó ráo, rồi lúc đó mình mới cho sốt cho dầu vô. Đừng có luộc lâu, nhất là cái loại mà mì sợi nó nhỏ như vậy nó mau chín lắm. Mà mình lượng ít nước á, mình bỏ vô cái nước nó ra nó là mà nó không sôi nữa. Mình cần cái lượng nóng, cái nóng của cái quan trọng nhiều. Là cái nước nhiều, nước nhiều. Còn có chế cho giờ nước chút dầu không hay là rồi sau khi mà chị xả rồi đó chị đem ra chị mới trộn nhưng mà cái nước sauce thì cái sauce đó nó còn gồm có là soy sauce nè, oyster sauce với lại dầu. Thì một lát nữa đó thôi bây giờ trước khi pha đi Linh pha dùm Vân là 2 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon oyster sauce với 2 tablespoon olive oil. Mỗi thứ hai nha, mỗi thứ hai nha. Muỗng nha, muỗng này đương là thợ dính. Muỗng này nè, à 1 tablespoon. Rồi bây giờ Vân vặn lửa cho sôi, sôi chiều rồi mình bỏ vào. Đó, sôi lắm rồi nè. Bây giờ đồng thời trong thời gian này em có thể cắt heo được không chị Hân? Em cắt heo thì chỉ cắt một phần tàu hũ thôi. Cái sợi nó cũng xem sai giống như tàu hũ nha. Đúng rồi. Ok. Mỗi thứ hai muỗng lớn ha. Mỗi thứ hai muỗng lớn. Rồi bây giờ mình vài một hai phút xong rồi mình đem ra đây mình đổ, mình xả nước lạnh. Xả với nhiều nước lạnh đó cho nó trôi cái lớp bột lên lên á, với lại mì nó không có bị hôi. Có nhiều loại mì nó có cái mùi hôi hôi. Rồi mình vẩy ráo mì. Là bây giờ Linh bỏ cái sauce vô Linh trộn vào. Mình trộn á, xong rồi cái mình bỏ lên chảo, mình làm cho nó thấm cái nước sốt này vô lại mì và nó khô cái mì lại. Nó có dầu trong đây thành ra mình cho vô chảo, mình không cần bỏ dầu thêm nữa. Đó, được rồi đó. Trên chảo cho đến khi nào nó rút cái nước sốt vào mì rồi thì nó khô lại. Mấy cái rau này giùm chị đi, cứ bỏ broccoli một trước ha. Để mình trộn nó sơ sơ trong cái nước này, nước sôi á có một chút xíu muối rồi, mình để mình giữ cho cái rau nó xanh. Cái mình trộn chừng 2 phút ha, cái mình hớp ra. Chị có cách nào mà làm cho cái rau này nó xanh, nó không bị đen không chị Vân? Chị có kinh nghiệm gì không? Chị thấy nếu mà ăn mà mình luộc để mình ăn á, thì sau khi mà mình luộc trong nước sôi á, thì mình lấy ra mình xả nước lạnh thì mình nhúng vô nước lạnh. Rồi hồi mình rớt ra thì cái rau nó giòn và nó xanh. Còn như hôm nay chị xào liền đó thì chị không cần phải xả nước lạnh. Chị bỏ vô cái nồi chị xào tiếp luôn. Mình nhúng như vậy nè thì cái rau nó chín đều. Dạ. Ok. Thì em vớt ra đều mà nó không có chín, không cần phải lâu, nó không nó vẫn còn cái giòn, vẫn còn cái xanh và cái giòn.
thì ra là như vậy. Hồi xưa em không biết em đem em xào hàng xiên nó mềm quá. Cái này cũng nên để học các bác ha. Mỗi người có cái kinh nghiệm. Rồi bây giờ tới cà rốt chị ha. Như chị, cà rốt này nó cứng á, thì chị có nghĩ là mình phải luộc lâu hơn. Luộc lâu hơn chút. Thì trong khi mà Tuyết làm cái đó thì chị xào mấy cái này. Xào mấy cái nấm với tàu hũ, xào nấm, tàu hũ và hem xào trước. Mình xào mấy cái này nó vừa nóng lên á, nó vừa chín xong á, là mình ép cái thành phần rau broccoli với cà rốt vô, cái mình cho nước sốt vô. Nước sốt thì chị Vân thấy làm sao nó ngon mà nó vừa miệng chị Vân, mà nó healthy quá. Thì có cái chị dùng soy sauce với lại oyster sauce, rồi cái độ lờn thì mình cho bột nêm với cho chút đường chút muối đó, bột nêm với là chị mua cái chị dùng cái này để chị bỏ vô thay vì dùng nước lạnh đó, chị cho cái nước là súp chai này nè. Cái này chị mua ở đâu vậy? Mua ở chợ Mỹ Thuận, ở chợ hình như chợ Việt Nam nào cũng có. Còn cái bột mà nãy chị nói bột thì chị bỏ bột gì? Bột năng á. Bột năng. Tapioca bột năng. Vâng, nãy em thấy chị xào á, chị có bỏ dầu hay là cái gì làm cho nó thơm không chị? Chị có bỏ dầu ô liu, khoảng chừng 1 thế bột xương dầu ô liu. Còn cái muốn thơm á thì mình có thể phi boro. Nếu mà mấy bác là không cử ăn boro thì mình phi boro cũng được. Mà nãy chị không có làm cái đó. Nhưng mà em á thì em không có ăn boro, thì em xào cái soli á. Soli nó cũng được. Thay thế cho boro. Đúng rồi. Rồi cái này mình xào nãy giờ mấy phút rồi, cũng khoảng 5 phút rồi ha. Nó nóng rồi, nó chín rồi. Bây giờ chị sẽ cho cái sốt vô. Cái sốt này nãy Tuyết pha dùm chị đó. Thì nãy em bỏ 2 muỗng cà phê nước tương, 2 muỗng cà phê dầu hào chai đó. Rồi với lại 1 muỗng bột bột căng á. Và 1 cốc nước sốt, nước rót, nước rót chai. Chà, cái nồi nó đang nóng á, mình bỏ nó vô, mình quậy cho nó lần lần. Vì sao mình phải bỏ bột vậy chị? Bỏ bột cho nó lần lần lại đó, một hồi nó mới cuộn vô trong cái rau á, nó làm bọc bóng cái rau lên. Thì ra là vậy. Chị thấy cái này cần thêm chút bột nữa nè. Vậy á hả? Hơi loãng. Thì tùy theo, nếu mình thấy loãng quá thì mình cho bột thêm ha. Vậy chị Quỳnh Linh có thể giúp chị Vân cho xin chút bột. Để cái sốt không? Sức. Đảo. Rồi các bác nhớ là mình bột mà 1 muỗng cà phê ít quá thì mình có thể cho thêm khoảng nửa muỗng nữa. Dạ. Đến rồi bây giờ nó lên lên thì cho rau vô đi. Cho rau vô. Đó, cái phần nước sốt ấy, nó áo vô trong cái rau, nó bóng cái rau. Mà nó đậm đà, nó làm cho cái rau đậm đà. Thì ra là nhờ cái bột nên mình thấy nó bóng bóng và nước nước. Rồi sau cùng thì mình xịt chút tiêu lên trên cho nó thơm. Rồi cái mình cho chút tiêu. Đó là xong cái thành phần nhân rồi đó. Bây giờ mình có thể bỏ lên trên mì. Mì mình có cái dĩa mì này, bây giờ mình múc ra để lên trên. Nhà Tuyết cho múc lên nha. Em xin có muỗng, một cái muỗng. Chị Vân xào giống nhà hàng làm quá trình. Ngon quá, hấp dẫn quá. Cái món này nó nhiều màu sắc nè. Mà làm cũng nhanh, ăn cũng ngon nữa. Cũng healthy. Như thường chị Vân, chị làm món này ở nhà chị thì chị lấy khoảng bao nhiêu thời gian? Chị xào trong vòng nửa tiếng là xong cái món mì này rồi. Vậy thì được, đi làm. Nhà chị một gói mì 4 vắt á. Với lại cái lượng rau cải này là nhà chị
bốn người ăn dư sức rồi. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ các bác có một dĩa mì rất là thơm ngon và healthy. Dạ. Đây là do thì bàn tay bàn tay khéo mà tay ngọc bên cái hồng. Cảm ơn các bác. Mong là các bác cũng bắt chước Vân làm cái món này rồi cả nhà ngồi thưởng thức. Và chỉ lại cho